Xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ và thành công. Em là Tú, hiện tại em đang làm bất động sản ở khu vực Đức Hòa, Long An. Hôm nay em làm cái video này để chia sẻ cho các anh chị, để giúp cho các anh chị tránh những cái rủi ro khi mua đất, mua nhà và cách để đối phó với những cái rủi ro đó. Và đây, xin mời mọi người tiếp tục theo dõi để em chia sẻ một số cái rủi ro nha mọi người. Cái rủi ro thứ nhất á, là các anh chị khi các anh chị đi mua á, mà trường hợp này cũng thường xuyên xảy ra, đó là các anh chị cầm cái sổ đỏ, sổ hồng của người ta đó, người ta chỉ mảnh đất ở vị trí này, người ta bán cho anh các anh chị á, lúc xem á, là mảnh đất ở vị trí này, ở cái sổ này. Nhưng thực ra lúc mà đi đặt cọc tiền á, và công chứng á, là miếng đất nằm chỗ khác chứ không phải ở vị trí đó. Cái đó có thể gọi là lừa hoặc là tráo gì đó, trá hình. Cái trường hợp này xảy ra rất nhiều nha anh chị. Tại vì những anh chị mà mua đất lần đầu tiên á, thì không có kinh nghiệm á, thì dễ bị gặp. Nghĩa là người ta vẫn đưa cái sổ hồng và dẫn các anh chị tới miếng đất chỗ A, nhưng mà lúc đi ra công chứng á, và đặt cọc á, là không phải miếng đất đó nằm ở chỗ khác, ở vị trí B. Thì lúc đó mà các anh chị mà lên làm nhà hoặc là bán lại á, thì lúc đó các anh chị mới phát hiện ra. Và cái cách á, mà để các anh chị đối phó trường hợp này á, thì tốt nhất là lúc các anh chị mua đó, người ta dẫn anh chị tới miếng đất đó á, thì cũng không nên vội vàng dần cọc hay là công chứng liền. Tại vì đôi khi á, người ta lừa các anh chị thì cái giá nó sẽ mềm để hấp dẫn các anh chị xuống tiền. Thì để đối phó cách này á, thì với cái trường hợp này á, thì có một cách là các anh chị chụp hình cái sổ hồng người ta đi, và đi tới địa chính á, ở địa phương đó, xã hay huyện hay quận gì đó, thì nhờ người ta xác minh lại cái vị trí miếng đất có phải là cái sổ hồng này của miếng đất này hay không. Và dễ chắc hơn nữa thì các anh phải ra phòng công chứng để nhờ người ta xem thử chủ của cái sổ này có phải tên đó không. Thì lúc đó an tâm dàn cọc và xuống tiền. Và cái mà quan trọng nhất á, là các anh chị phải nhờ địa chính tới xác nhận miếng đất đó là đúng vị trí đó, có quy hoạch hay không. Trường hợp thứ nhất để giúp cho các anh chị tránh phải mua miếng đất ở vị trí này, nhưng mà lúc á, mà các anh đem sổ á, mà nhờ địa chính á, nó sẽ xác nhận cho các anh chị là miếng đất kia. Trường hợp rất là nhiều, tại vì nhiều người em gặp, nhiều người nói ủa tại sao tôi mua miếng đất này mà bây giờ á, chủ miếng đất chỉ là ở vị trí này mà sao bây giờ là địa chính xác nhận ở vị trí khác. Địa chính xác nhận không có sai đâu các anh chị, tại vì các anh chị bị dụ thôi. Bị dụ. Đôi khi ta dẫn anh chị tới một cái dự án hoặc là một khu dân cư rất là sầm uất, người ta bán giá rất là rẻ chỉ cho đó, mà đánh vào cái lòng tham của mình đó, kêu rẻ mà đẹp quá, thì xuống tiền có sổ hồng mà. Nhưng các anh chị quên một điều á, là người ta lừa các anh chị là sổ hồng đó không có giả. Nhưng mà miếng đất ở trong sổ hồng đó nằm ở vị trí khác chứ không phải ở vị trí đó. Nên các anh chị mua đất á, hoặc mua nhà thì nhờ địa chính để người ta xác minh miếng đất của mình có đúng ở vị trí đó không là chắc ăn nhất nha mọi người. Đó là trường hợp thứ nhất. Một cái trường hợp tiếp theo á, mà các anh chị cũng hay gặp mà bị lừa, đây là trường hợp là lừa đảo. Một cái dự án nọ, một cái dự án đó có mấy trăm nền đất đi, và các bạn môi giới đó rất là nhiều. Thì các anh chị gọi điện thoại mời tới xem dự án này kia các kiểu. Khi xem xong á, các anh chị thấy các anh chị thích, thì người bạn môi giới đó liền bảo nói anh chị là xuống cọc, dàn cọc đi, để giữ miếng đất đó nha. Nhưng trường hợp này bị lừa rất nhiều mọi người, tại vì các anh chị đâu biết bạn môi giới này là ai. Khi các anh chị xuống tiền cọc cho người ta đó, người ta đi mất rồi, tiền không có ra đâu, tại vì người ta giả danh về công ty đó hoặc là một cái dự án gì đó để đứng ra nhận cọc cho các anh chị thôi. Chứ thực
thực ra là không phải người của công ty nha mọi người, trường hợp này rất là nhiều luôn. Để cách mà khắc phục cái trường hợp này á, thì các anh chị nếu mà thích miếng đất đó rồi và xem kỹ cái dự án đó rồi, không quy hoạch các kiểu là giấy tờ rồi ok rồi, mà các anh chị muốn dàn cọc á, thì em khuyên các anh chị xuống trụ sở công ty á, để xác minh cái công ty đó nó có pháp lý hay không, nó có là chủ đầu tư cái dự án này không, văn phòng đại diện nằm ở đâu. Chứ không nên, em khuyên không nên đặt cọc bừa bãi khi mình không biết người đó hoặc là mình không rõ về công ty đó. Kiểu trường hợp để người khác giả danh công ty mà lấy tiền cọc của các anh chị, trường hợp này là lừa đảo, trường hợp này xảy ra rất là nhiều nên các anh chị là cách khắc phục là các anh chị phải tìm hiểu rõ thông tin công ty, và lúc đặt cọc là các anh chị nên xuống trụ sở công ty chính á, trụ sở công ty đang hoạt động á, thì đặt cọc thì lúc đó mới an tâm nha mọi người. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là các anh chị nó không nặng bằng trường hợp thứ nhất và thứ hai, nhưng mà nó tốn thời gian cho các anh chị. Các anh chị thường thường đi mua nhà mua đất tìm hiểu hoặc thường thường thấy trên đường nó có những cái tờ rơi hoặc là những cái tờ quảng cáo á, các anh chị thường thường đọc đúng không? Cái hạn ví dụ ở một cái dự án nào đó bán một căn nhà 300 triệu, người ta em đọc nguyên văn luôn cái câu trong cái bảng quảng cáo đó nha. Chẳng hạn như ví dụ đi, ở khu Đức Hòa, ở thị trấn Đức Hòa bán một căn nhà, sao ta, để em đọc lại nguyên văn cho. Ví dụ ở dự án B bán một miếng đất 100 m² giá là 300 triệu, ngân hàng hỗ trợ 70%. Em đọc lại nguyên văn cái câu này cho anh chị nha. Ở dự án B bán một miếng đất 100 m² giá là 300 triệu, ngân hàng hỗ trợ 70%. Nè các anh chị hãy đọc kỹ nè, 300 triệu, ngân hàng hỗ trợ 70%. Đôi khi những anh chị mua đất lần đầu hoặc là đọc mà không tách nghĩa ra đó thì là tưởng là căn nhà đó miếng đất đó có 300 triệu không mọi người, nhưng không phải. Tại vì người ta làm cái tờ rơi đó mục đích đó, người ta đã dẫn dụ các anh chị, người ta còn không sai. Tại vì anh chị không đọc rõ và không suy ngẫm rõ, tại vì mình thấy rẻ mình liên hệ, khi mình liên hệ người ta có số điện thoại của mình đó, người ta sẽ làm phiền mình hoài luôn. Mục đích của người ta để dùng những câu từ đó để lấy khách hàng, để lấy thông tin khách hàng, và để em giải thích cái câu nghĩa từ đó cho các anh chị xem nha. Miếng đất 300 triệu ngân hàng hỗ trợ 70%, nghĩa là ở đây là hiện tại miếng đất đó 300 triệu là mới có 30% thôi, 30%, nghĩa là đâu đó miếng đất đó có 1 tỷ bạc, tại vì còn 700 triệu nữa mọi người, 70% nữa. Nên mọi người khi mà đọc những câu từ đó, em chắc chắn luôn 100% là như vậy. Tại vì trước khi mà em làm bất động sản thì em đã dính cái trường hợp này rất là nhiều luôn rồi, em gọi không biết nhiêu lần. Tại vì em đọc xong thì em lại hỏi, ồ sao đất đây khu vực này rẻ, đất khu vực này rẻ vậy, và em sẽ gọi cho bạn sale. Lúc em gọi xong bắt đầu những bạn sale đó có thông tin làm phiền mình hoài luôn. Và cũng làm phiền cái kiểu dạng những hạn như là mời mình đi các dự án, và cũng nói dạng y như vậy, là những hạn ví dụ như miếng đất ở Vĩnh Lộc B 50 m² giá là 500 triệu ngân hàng hỗ trợ 70%, kiểu vậy là lừa thêm lần nữa, là tốn công tốn thời gian các anh chị đi lắm. Mà những trường hợp đó thì các anh chị nên không đi, và hỏi kỹ trường hợp để mất thời gian các anh chị là hỏi kỹ là miếng đất này là 300 triệu ngân hàng hỗ trợ 70% là sao. Các anh chị hãy giải thích rõ vấn đề này, thì lúc đó mới ra câu chuyện là miếng đất đó 300 triệu của 30% thôi, còn 70% nữa ngân hàng sẽ hỗ trợ các anh chị vay vốn. Nếu anh chị vay, còn không vay thì sẽ là 1 tỷ hoặc là 1 tỷ hay gì đó. Đó là trường hợp mà rất nhiều người gặp phải, mà bây giờ người ta vẫn còn xài rất là nhiều luôn các anh chị.
để người ta thu thập danh sách khách hàng có nhu cầu mua đất đó, xong rồi người ta sẽ làm các kiểu như là gọi điện thoại thường xuyên để hỏi các anh về nhu cầu mua đất khu vực này khu vực kia đó, đó là cái trường hợp như vậy. Và các anh chị, em chắc chắn luôn các anh chị đi gặp những cái tờ rơi đó thì nếu anh chị xác định đó gọi chơi hoặc là hỏi cho biết đó, thì gọi, còn không đó, các anh gọi người ta sẽ có điện thoại của các anh chị á, người ta làm phiền anh chị hoài luôn. Trường hợp này rất là nhiều. Và sau cái video này em chia sẻ cho các anh chị ba trường hợp phải tránh và cách đề phòng ba trường hợp đó. Các anh chị thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho mọi người để tránh những cái trường hợp đáng tiếc mà em chia sẻ trên. Và các anh chị nào á mà quan tâm đến mua đất đai ở khu vực Đức Hòa Long An á thì nhớ đăng ký kênh của em bằng cách nhấn cái chữ đăng ký bên tay phải màn hình. Xong đó, sau sau cái video và sau thời gian này á thì em sẽ lên những cái video bán nhà bán đất để cho các anh chị lựa chọn và tham khảo giá. Một lần nữa xin chúc các anh chị một ngày vui vẻ và thành công. Hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.